Chào các bạn ha, mình là Trung Đại Trai Vlog đây. Thì hôm nay chia sẻ giới thiệu các bạn là gì? Đây là chiếc máy giặt. Chiếc máy giặt Toshiba B C1000. Hiện tại Trung đã tháo băng dần hết tất cả bộ phận đều ra hết rồi. Thì bây giờ Trung xong rồi. Thì bây giờ Trung sẽ đây là những cái món đồ lồng giặt nè, lắp giặt quay là mâm nước đồ làm đầy đủ ở đây. Thì cái máy này là hình như là nó báo lỗi là EC5. Trung nhớ không lầm vậy, mấy cái thợ nó tháo ra nó nói như vậy. Thì hôm nay Trung sẽ hướng dẫn. Thì cái video này nó rất là dài. Rất là dài cho nên là hôm nay Trung chỉ làm một phần, rồi Trung sẽ làm phần thứ hai. Hôm nay gồm có hai phần nha. Phần một là cho các bạn nhận biết được những cái món đồ của máy giặt khi chúng ta bắt đầu lắp ráp vô. Một số anh em thợ hoặc là ai đó tháo băng ra như thế này, làm sao để mà cái quy trình để chúng ta lắp đặt vô nó như thế nào. Lấy cái mâm từ lên cho anh luôn ngay dưới cái xe. Phong từ giống vậy, đây là phong từ. Thì chúng ta tiến hành rắc cái bộ ly hợp này vô, rồi rắc cái phong từ vô nha. Lật ngược lên đây. Rồi chúng ta lật lên trước cái đã đi, lật lên đây. Đây là cái phốt, chúng ta kiểm tra phốt là còn ok hay không. Đó, rồi chúng ta úp vô. Thì chúng ta sẽ úp theo chiều. Đúng rồi đó. Rồi hát nó xuống. Ok rồi đúng không? Là bắt ốc luôn. Không. Đây nè. Đổ rồi. Đây nè. Đáng rồi vô. Đáng hơn cây. Đáng hơn cái 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 băm ly hợp này vô trước. Thì đây là ổ xả ha. Ô xả này nóng quá hư mẹ. Ơi không phải, phải đây là cái chỗ đánh dấu á. Mình để nó vô rồi đó. Một tay giữ cái này nè. Tiếp tục là chúng ta ráp bốn bộ lon này vô nha. Ta sẽ đặt cái này vô ha. Đó, cái này vô. Ta sẽ đặt. Ta đặt cái này vô. 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 Ta đặt cái này
đây là bộ mâm thịt đi hợp sao đó luôn ha. Mình đợi cao dài mình gắn vô lên T6 mình bảo vô thôi. Đây là cái phốt này, bộ xả phốt này ha. Thì mấy anh em nào biết rồi thì thôi ha, cho qua. Còn đây hôm nay chung chỉ hướng dẫn cho những bạn với mấy anh em nào chưa có đụng chạm qua. Đây là chung nói luôn, một số anh em vừa rồi đó có hỏi là E71 rồi E74 ha. Thì khi reset bo lại rồi á, nói chung là bị như E71, E74 nhưng mà có lúc giặt được, có lúc không giặt được. Thì chung nói rồi, cái lý do tại sao, chút xíu chung nói ở đây luôn ha. Chờ thợ nó dặn xong rồi chung sẽ nói những cái căn bệnh đó. Chung nói sơ thôi, hôm nay chung không có bàn sâu về cái vấn đề là E71, E74 nha. Mà các bạn chung nói luôn á, các bạn xem á, các bạn học hỏi á, thì các bạn coi xem hết cái video clip trước khi mà coi một cái clip của chung xong là EC5 coi xem hết, không biết là có xem hết clip hay không. Mà khi xem xong là nói là cũng giống bị EC5 mà làm giống như anh như vậy mà sao tại sao nó không chạy. Vì chung biết luôn là mấy bạn là không có xem hết clip mà xem tức là xem lướt cho qua xong bắt đầu hả kéo ra gần hết clip. Thì thật sự ra đó là cái sai lầm ha. Khi mà anh em học hỏi thì anh em xem từ từ ở cái clip nào cũng vậy hết, đừng có kéo quá rồi cái kéo qua cái bắt đầu là lúc đó các anh em kéo qua cái đoạn quan trọng nhất thì đây nè, đây là cái cảm biến vòng quay nè, cảm biến tốc độ nè. Khi anh em mà bị tại sao những cái anh mà ở vừa rồi ở Cà Mau với Đồng Tháp gì đó ha, Vũng Tàu nữa đó, Vũng Tàu nữa, thì tại sao mà kêu là báo lỗi E74 hoài mà cũng không được. Thì một là cảm biến vòng, hai là cái jack này nè, chúng cho các bạn xem luôn nha. Là xem thì xem hết clip nha, đừng có xem mất quãng rồi mất công để hỏi chung nữa. Nhiều lúc chung cũng có thời gian đâu. Đây là dây ba pha nè, chung nói luôn nè, đây nè, ba dây ba pha nè, thấy chưa? Rồi đây nè, nó bị oxy hóa. Lúc mà nó báo nhất là báo ED nè, E74 nè, E72, nó không phải là cái lỗi đó mà một cái bệnh mà nó rất là nhiều bệnh. Thì chúng ta hãy vệ sinh cái bốn dây này nè. Đó, bốn dây này sạch sẽ. Hiện tại cái máy của chúng đang bị nữa nhưng mà chúng sẽ chưa không có bỏ cái clip đó qua một bên, chúng sẽ quay một cái phần khác. Đây. Ha. Đó. Vệ sinh cái này. Bây giờ mình gắn thằng cua vô đi. Lấy cái kềm bóp cái này mạnh vô, lấy kềm mỏ nhọn á, tháo cái lò xo đó ra. Nó cũng đơn giản lắm, mà thật sự ra là các bạn tập trung vô xem rồi tập trung vô học hỏi, chứ mỗi lần mỗi bệnh mà cứ gọi điện hỏi chung như vậy thì nó cũng không có vui, nó không có tốt lắm. Thì chung không phải là ngồi đó giải đáp không cho các bạn mà chung cũng phải đi làm nữa, nên đó là trong cái tất cả cái nghề nghiệp anh em mình chia sẻ là chia sẻ thật lòng. Chẳng hạn như là đúng là cái bệnh này, chẳng hạn như cảm biến, mà chung nói là cảm biến thì các bạn vệ sinh cảm biến rồi hoặc là thay cảm biến rồi á,
thì tại sao nó không chạy mà nó vẫn còn báo lỗi, thì lúc đó các bạn hỏi chung thì được. Chứ còn mà tự nhiên không không các lỗi này lỗi kia tự nhiên gọi điện hỏi chung thì thấy nó kỳ quá ha. Các bạn ủng hộ và share cái kênh của Trung thì thật sự là Trung rất là cảm ơn. Trung dạy ở đây là Trung dạy cho là gì, từng chi tiết một, từng chi tiết một luôn. Không thấy là sao đây, thấy là sao đây, bắt em bắt vậy rồi đó, thấy giảm là sao đây, sao mọi người thích được không, mọi người thích được không? Các bạn thấy từng con ốc mà tháo ra nó ghê gớm cái này không? Đó. Đó. Chúng thay hết ha, chúng thay. Rồi, tôi nói luôn cái bánh răng như thế này. Thì một số anh em á, hôm nay có cái clip dài thì tôi sẽ nói luôn, nhưng mà các anh em xem hết nha. Rồi đây nè, bánh răng cái lâm châm từ này nè, ha. Đây cái lâm châm từ này nè. Nó nứt thì chúng ta đây, không sao ha. Có một số anh em lên mua hàng trên mạng này đủ thứ, mua cũng được thôi. Bao nhiêu tiền mình không quan trọng đâu, quan trọng là lắp vô rồi chạy được hay không thôi nha. Để chút xíu tôi lắp cái cào vô, tôi lắp cái này cho anh em xem luôn. Được chưa? Quá bóp em bóp điện thoại hay lắm, mà bóp cái lò sao bóp không thông các bạn. Và khi mà mình đắp cái càng cua thì mình đắp nó quan trọng lắm nha, không phải là cứ đút vô là đắp nha. Đó là tôi sao quanh vô đó bạn tháo cái cánh quạt ra đi, ra từ đầu đường cái sẵn này mua luôn đi. À, thấy cái cốc cái gờ không? Vô nè, có cái gờ ở đây nè. Chưa đắp nó lạc nhau luôn. Nó còn được có cái khớp không?
chúng ta thử ha, lát vô chúng ta thử coi nó bật ra không. Nếu bật ra thì là ok. Đây, chúng nói lại một lần nữa nha các bạn. Đây, cảm biến tiếng vòng. Khi mà nó cái mâm từ á, mình lắc vô mà nó quay, nó thường nó báo lỗi là EC5 rồi E74, 72, 75 gì đó. Mẹ gì mình không biết đó. Nhưng mà đây, trả xuống như thế này thì nó bắt được. Nó bắt không được thì nó đâu có trả đâu. Thứ hai nữa, cái mâm từ nó bị nứt ha. Từ điểm bây giờ mình sẽ đo cái lấy đồng hồ BOM luôn. Đo cái dây này ha. Đo cái dây này coi cái cảm biến này coi nó còn hay không ha. Đây chúng dạy kỹ luôn. Đây, hứa với các bạn là quay cái clip này cả tuần lễ này rồi, nhưng mà chung hôm nay mới có thời gian để quay cho các bạn xem. Sao cầm cái cánh theo không? Mà ít nhiều người. Rồi, ta cho hai đầu dây. Đó, nó nghiền cũ, nó lấy cùng không phải lộn, không lấy kia, nó chọc cái lỗ, các bạn thấy không? Rồi các bạn thấy không? Lên kim không? Rồi bây giờ xuống kim không? Nè, đừng có nhìn đồng hồ kim, là nhìn qua cái bánh xe bánh răng này. À, thấy chưa? Vậy chứng tỏ là gì? Còn đúng không? Đây không có ai chỉ cho các bạn đâu, thật sự mấy ông thầy của bạn, các bạn không ai chỉ đâu, chỉ có thầy quan tôi mới chỉ thôi nha. Nên nhớ các bạn vậy. Thấy hay thì cứ ủng hộ kênh nha. Đó, ok rồi xong, tiếp điểm. Nhớ chứ thầy nào cũng tận tình thôi các bạn ơi. Hả? Đó. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sao? Chúng ta tiến hành đắp cái mâm từ vô. Bỏ đồ xuống đi. Cái này là cái càng cua. Cái này cũng là cái càng cua. Ha. Rồi mình đắp thử rồi đúng không? Hai cái này nó khác nhau ở chỗ đó các bạn. Lọt không? Ngồi đó mà lọt. Rồi, xong chưa? Lấy cái giật đi, lấy mấy cái đồ ốc lên đi giật ơi. Tìm con ốc gắn vô cái chân này đi. Đúng rồi, mấy cái mâm móc á. Nó cầm điện thoại lại đây. Đây, mở này ra đi đây. Lấy bắn lại cho này, lâu lắm. Lấy cái dép này. Ok chưa? Ok. Rồi xong rồi đúng không? À, tiến thử đi.
lấy cái đầu lại lên xin hết mấy cái này. Xe hành ở đây nó còn ở đâu sẽ đi. Cái chỗ này là cái gì? Cái cảm biến nè, motor nè. Trong đây nó có cái xe hành ha, nó có một cái từ luôn ha. Chúng ta sẽ thực hành trên trực tiếp coi nó có bị lỗi gì hay không ha. Bỏ đây, để phải cái nắp này đi. Đây giờ nắp hoàn luôn. Hôm nay tôi sẽ giữ trực tiếp luôn, không có trong cái lồng nữa. Giờ chúng ta rất là dễ nhìn. Vệ sinh hết ba cái đầu dắt đi tay này nha. Có học online không? Đúng thời gian, đúng thời gian luôn nha. Đó, đây nè, ngay chỗ con các bạn. Thấy chưa? Đâu đâu, giật không tay. Chúng ta quay lại cái motor ha. Kéo xả đó các bạn. À, cái càng cua nó bung lên rồi. À, các bạn biết đang bị lỗi gì không? Nó kêu cái gì? Đây, nó kêu cái này ha. Thì cái cục xả này nó xì cúc rồi. Ha. Cục xả này nó xì cúc rồi. À. Nó kêu vậy là không sao nha các bạn, tại cục xả nó bị xì cúc nó kêu ha. Còn quan trọng là cái này nó có quay hay không mới là quan trọng nè. Khó chịu quá đúng không các bạn? Thì đây là một cái điểm đơn giản là thành công nha. Chúng ta nhớ vệ sinh mấy cái giắc này kỹ, khi mà lâu ngày bị ẩm nước nó sẽ bị oxy hóa, nó báo lỗi đủ thứ nha.
lên ha. Bấm bắt rồi đúng không? À, càng cua nó mở lên đẹp không? Quay được rồi là nó ok rồi đó. Bây giờ tạm dừng đi em. Rồi, bấm tắt đi. Rồi, bấm giặt đi. Bấm mở giặt đi. Phải bấm giặt luôn, phải lấy luôn. Đấy, đó, rồi. Giặt không ha, để coi càng cua nó thế nào, nó có khớp không. Đá xuống không. Ok luôn, ha. À, đảo đồ luôn. À. Rồi, nói chung chào tạm biệt và các bạn ha. À, đón theo dõi phần 2 ha. Rồi, bye bye.